Đây là một tiệm nail của một người Việt mới xây các bạn. Thì các bạn có thấy là trong tiệm nail không có ai cả và tất cả mọi người đều đi về. Bây giờ thì không có ai trong tiệm nail cả, nhưng mà đa số ở trong tiệm nail thường thường người ta hay để tiền mặt các bạn. Đó, một thằng Mỹ đen bước vô. Các bạn. Đó, nó bắt đầu lục. Thường thường ở trong mấy cái két này á, mấy bà chủ tiệm nail á, bà sẽ để tầm 100 đô hay 200 đô tiền để thối cho khách. Có tiệm nail bự thì họ để gần 500 đô tiền để thối cho khách. Đó, bây giờ thằng Mỹ đen nó lục. Nó lục xong rồi nó chạy. Thường thường thì họ sẽ đi bằng cửa sau các bạn. Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh làm nail tại Mỹ cùng Nhân Lì. Thì các bạn biết hôm rày ở nước Mỹ á, nó rất là bạo loạn các bạn. Xăng tăng giá, cái gì cũng tăng giá hết. Thì các bạn biết mình có một anh bạn là chủ nhân của cái máy công ty Việt Sky này nè. Thì các bạn biết không, cái anh bạn này á, ngoài làm việc check in ra Việt Sky Media ra, thì ảnh còn sở hữu một tiệm nail tên là Fashion Nail. Nhưng mà xui cho ảnh là bữa hôm nay tiệm nail của ảnh bị Mỹ đen đột nhập các bạn, lấy hết tiền. Thì các bạn cũng biết là tiệm nail ở Mỹ á, là nó xài gì nè, cơ kiến, ok. Thì những cái khu làm ăn của bên Mỹ á, là nó sẽ có một cái cửa anh chị nè, phải không? Có một ổ khóa thôi. Đó, một khóa thôi. Thì cuối ngày các bạn đi làm về thì các bạn sẽ khóa cửa lại, ok. Khóa cửa lại, để mở cửa này nè, cho khách vô. Thì đây là cái reception. Đó, tất cả mọi tiệm nail ở bên Mỹ đều giống gì các bạn. Đây là cái quầy tính tiền. Thì các bạn biết ở trong quầy tính tiền thì dĩ nhiên là nó sẽ có tiền các bạn. Thường thường thì người Việt Nam của mình họ sẽ để tiền ở trong này. Hay là để tiền trong này. Đó. Còn thôi là để tiền ở trong hộp bàn các bạn, để tiền ở trong hộp bàn. Thì bữa nay cái tiệm Fashion Nail á, cái tiệm của anh bạn của mình á, bị Mỹ đen đột nhập, thì không biết là làm cách nào các bạn. Tại vì thường thường á, các bạn biết không, cái cửa này á, nói thiệt sự á, các bạn nhìn thấy toàn là kiến không, nhưng mà nó cũng khá là chắc chắn các bạn. Cái cửa này nó rất là chắc chắn ha. Đó. Thì các bạn chỉ cần khóa một cái khóa như vậy thôi thì nó chỉ trừ khi người ta đập kiến thôi, chứ nó thật sự cái cửa này cũng rất là chắc luôn. Đó. Thì có một anh Mỹ đen anh vô. Ảnh đi lục mấy cái bàn đó bạn. Lục mấy cái bàn này. Đó. Thì các bạn thường thường á, ở trong tiệm nail á, người ta sẽ để sẵn có 100 đô tiền để thối các bạn, tiền lẻ này để thối. Con 100 đô cũng không phải là đáng kể bạn ha. Đó. Nhưng mà các bạn biết không, 100 đô mà đấu với tụi Mỹ đen các bạn. Những cái tụi Mỹ đen mà tụi nó đột nhập vô tiệm nail á, là tụi mà hút chích nghiện ngập. 100 đô á, đối với tiệm nail á, thì cũng không phải là nhiều. Thường thường người ta để người ta thối tiền cho khách thôi các bạn ha. Nhưng mà tụi nó vô tụi nó gom 100 đô là tụi nó mừng lắm nha các bạn. Nhiều khi á các bạn biết không, tụi nó vô xong rồi tụi nó gom mấy cái máy này luôn, tụi nó bán luôn các bạn. Mấy cái máy này bán cũng được 200-300 đô. Nhưng mà các bạn biết không, mấy cái máy này á, nó thực sự thì bây giờ các bạn đi bán cho người ta cũng không mua nữa. Tại vì đoàn cấp các bạn. Giống như bây giờ tự nhiên bây giờ ở bên Việt Nam á, thì ở bên Việt Nam mình đem cái máy này mình bán cho các bạn, mình nói ê tôi có cái máy này rẻ là tôi bán cho các bạn mua không, thì các bạn có thể mua được. Nhưng mà bên Mỹ tự nhiên các bạn đem cái máy này các bạn bán cho người ta, không ai mua nhá. Tại vì nếu mà người ta muốn mua mấy cái máy này á, là người ta ra ngoài cửa hàng người ta mua không đó. Cho nên ở bên Mỹ này á, mấy cái đồ ăn cắp này khó bán lắm các bạn ha. Còn cái trường hợp thứ hai á, các bạn biết không, là ở cái cửa sau. Các bạn thấy thường thường ở bên Mỹ này nó cũng có một cái cửa sau nữa đó. Cái cửa sau này á, nó rất là đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần đẩy cái cục này đây, đẩy cái này vô là nó sẽ mở ra được đó. À, thấy không? Nhưng mà các bạn ở ngoài á, các bạn sẽ rất là khó, cái cửa này rất là cứng các bạn. Đó. Rất là cứng ha. Thì hõm gài ở bên Mỹ á, cũng rất là nhiều tiệm nail của Việt Nam bị đột nhập các bạn. Một là họ vô bằng cửa chính, hai là họ vô bằng cửa phụ. Có thể là họ quên khóa cửa bạn. Thường thường á, các bạn biết không, người Việt Nam của mình đó, họ hay mở cửa sau để cho gió nó vô cho nó mát các bạn. Nhưng mà lúc họ đi về á, cái họ quên khóa cửa lại. Thì tụi nó vô bạn mấy cái khu mà phức tạp á, chẳng hạn như là Texas, California đó, mấy cái nơi mà có nhiều di dân lậu á, thì rất là dễ bị đột nhập các bạn ha. Thường thường nó vô thì nó sẽ lấy mấy cái máy microwave nè, mấy cái máy này nè, nói chung là mấy cái máy này cũng không đáng tiền các bạn, nhưng mà tụi nó bán cũng được 20-30 đô các bạn ha. Đó, mấy cái đồ làm nail nè, đó.
Với lại nó nhiều khi tụi nó lấy bia tụi nó uống nữa. Có bia ở đây nè. Xong rồi tụi nó sẽ đi ra đây. Tụi nó sẽ đi ra đây, tụi nó lục mấy cái tủ này. À, thường thường ở trong mấy tủ này nó có tiền các bạn. Nó có điện thoại nè. Thấy không? Đó, có tiền nè, có tiền nè. Đó, có tiền. Đó, tụi nó sẽ đi lục. Cho nên các bạn cũng phải cẩn thận ha. Mặc dù ở bên Mỹ này có nhiều khu cũng khá là an toàn, nhưng mà mình không thể nào chủ quan được các bạn. Tại vì mình không biết được tụi nó ăn trộm lúc nào. Nhiều khi cũng rất là nguy hiểm các bạn ha. Ở bên Mỹ này cũng rất là nguy hiểm. Có nhiều ông chủ tiệm nail thủ súng ở trong tiệm nail các bạn. Ở bên tiểu bang của mình là mua súng bình thường các bạn. Thủ súng ở trong tiệm nail nhiều khi tụi nó vô mình bắn đó. Không? Thì có nhiều tiệm nail ở khu Mỹ Đen các bạn. Những cái cửa kính này nè, họ phải bắt mấy cái cây sắt ngang á, mấy giống như họ phải hàn thêm mấy cái cây sắt nữa để cho tụi Mỹ Đen tụi nó khỏi đập kiến các bạn, biết không? Cái khu này thì không cần. Nhưng mà nếu mà các bạn đi mấy cái khu Mỹ Đen á, là mấy cái cửa kính này là họ có song sắt hết các bạn, họ có song sắt hết. Đó. Thì đó chính là một cái chia sẻ của mình thôi. Thì rất là xui cho cái anh bạn này các bạn, thì cái anh bạn này á, ảnh làm phần mềm V-Sky check-in này cho tiệm nail. Nhưng mà ngoài ra vợ ảnh còn có tiệm nail riêng nữa, có nghĩa là ảnh cũng làm nail giống như mình. Không, ảnh cũng có tiệm nail giống như mình. Nhưng mà ảnh có thêm một cái nghề khác nữa, đó chính là làm mấy cái máy V-Sky check-in này cho tiệm nail các bạn. Trời. Vừa làm chủ tiệm nail mà vừa mở công ty máy cà thẻ không? Vietstar máy trời mà. Bởi các bạn thấy không, người Việt Nam mình ở Mỹ giàu chết bà luôn. Vừa mở tiệm nail, vừa làm chủ tiệm nail, mà vừa mở ra công ty Media, Vietsky Media, tạo ra phần mềm Vietstar check in tiệm nail. Thấy không? Làm đủ thứ bạn thấy không? Rồi làm máy cà thẻ cho tiệm nail nữa. Trời ơi. Mình nói người Việt Nam của mình giỏi các bạn. Nhưng mà xui cho các anh bạn này là tiệm nail của ảnh mới có mở gạn, mới có khai trương à, không mới xây lên mà đã bị Mỹ Đen ghé thăm được bạn. À, thì nếu như mà các bạn nào mà thích cái phần mềm mà Vietsky check in này đó, thì các bạn có thể vô Vietstar Media để mà ủng hộ cho cái anh bạn này ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này. Hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau. Bye bye các bạn.